Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript số 06, tái định nghĩa và đổ bóng, hay còn gọi là Redeclaration và Shadowing. Vậy, tái định nghĩa và đổ bóng là gì? Tái định nghĩa hay Redeclaration và đổ bóng Shadowing thì đều là việc khai báo lại cùng một biến. Vậy sự khác nhau của chúng là gì? Sự khác nhau của chúng là ở tái định nghĩa redeclaration thì là việc khai báo biến nhiều lần trong cùng một hàm và biến chỉ nhận giá trị cuối cùng được khai báo. Còn đổ bóng hay shadowing là việc khai báo định nghĩa biến nhiều lần trong và ngoài hàm, biến sẽ nhận nhiều giá trị khác nhau. Như vậy là đã hết phần lý thuyết. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành. Tôi sẽ mở Visual Studio Code lên. New file. Chúng ta sẽ lưu lại dưới dạng một file đua.ts. Đặt tên là bài 6. Chúng ta sẽ lựa chọn là no extension và tự thêm đuôi cho nó nhanh, đỡ phải tìm đuôi.typescript. Xem lại. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào code. Tôi sẽ khởi tạo một hàm dùng từ khóa function. Hàm này tên là f, không có tham số truyền vào và kiểu trả về là void, không trả về gì cả. Ở trong hàm thì tôi sẽ khai báo hai biến bằng từ khóa var. Tôi sẽ khai báo một biến nhưng sẽ khai báo hai lần bằng từ khóa var và a, và tiếp tục lại var. Không có lỗi gì cả. TypeScript cho chúng ta định nghĩa hai lần biến, khởi tạo hai lần biến. Tôi sẽ truyền giá trị vào cho hai biến này. Lần đầu sẽ là 1, lần thứ hai sẽ là 2. Và sau đấy sẽ in ra ngoài màn hình. Các bạn hãy thử đoán xem là biến sẽ in ra màn hình là 1 hay là 2. Các bạn hãy để lại dự đoán của mình ở phần comment bên dưới nhé. Và sẽ cùng theo dõi xem dự đoán của mình có đúng hay không. Tiếp đến tôi sẽ gọi hàm f. Rồi, như vậy là phần code đã xong. Tôi sẽ chạy trình biên dịch và chạy thử chương trình TSC bài 6.ts. Tiếp đến tôi sẽ dùng lệnh node bài 6.js để chạy chương trình. Là 1 hay là 2 đây? Sẽ là 2. Nó sẽ in ra giá trị cuối cùng của biến được khởi tạo. Và rồi, nếu tôi không sử dụng từ khóa var mà từ khóa let thì sẽ như thế nào? Từ khóa let chặt chẽ hơn. Vì vậy, từ khóa let sẽ không cho chúng ta định nghĩa hai lần trở lên, sẽ bị lỗi ngay. Đây, các bạn có thể thấy là chưa cần chuyển về hai cái let là đã lỗi rồi. Một va một let mà là đã lỗi rồi. Chúng ta sẽ thử biên dịch xem là lỗi gì. Đây, các bạn có thể thấy là lỗi ngay, không thể khai báo biến hai lần trong cùng một khối lệnh, cùng một phạm vi. Tôi sẽ chuyển lại hai biến này về var và chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật shadowing hay đổ bóng. Tôi sẽ khai báo biến var một lần nữa ở trước hàm function. Và giá trị của biến A tôi sẽ để là 0. Tiếp đến thì tôi sẽ comment biến A này lại để chúng ta có thể tiện theo dõi. Các bạn hãy thử đoán xem lần này sẽ là 0 hay 1. Và cùng để lại comment ở phần bên dưới. Chúng ta lại tiếp tục biên dịch
và chạy. Là số bao nhiêu đây? Là số 1. TypeScript sẽ gọi biến ở trong hàm, vì ta đang ở trong hàm. Như vậy là đã hết bài này. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo. Xin chào.